con chưa đánh mày tao đâu. Cháu đón cô, bọn nó chạy vào công an. Nếu có đâm vào bọn cháu, chúng nó ra chả biết anh em như nào, bắt đầu chúng nó quay vào bánh lên cháu. Mày nghĩ địch mẹ với công an nhá. Tao cũng đi tù là cùng. Thôi em ơi, đau quá em ơi. Địt mẹ mày. Công an đi chả công an. Nó mặc sắc phục đàng hoàng. Mà nó ra nó đánh một cháu. Không, cháu đưa nó về, kể cả công an nó phải ra công an. Bọn cháu mất tiền thế đi tù cũng được. Công an như thế này không được. Hai ba thằng nó mặc sắc phục đàng hoàng mà nó ra nó đánh một cháu là như thế nào? Mày công an kiểu gì? Cháu đã đánh nó cái nào đâu? Mày chạy được mày chạy mẹ mày đi.